Ở vòng đấu thứ 13 của giai đoạn 1, trọng tài chính Hoàng Hà là người đã điều hành trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Và như vậy hiệp 1 của trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Quảng Nam đã bắt đầu. Đây là Phạm Xuân Mạnh. Peter Phan Đức không vào. Những cơ hội sớm đến với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Phan Văn Đức và kế đó là Felipe Martins. Nhưng lưới của Minh Nhật vẫn chưa rung lên. Cách mà Sông Lam Nghệ An nhập cuộc cho thấy quyết tâm của họ lớn như thế nào. Chỉ thiếu vắng một mình Gustavo Santos, nhưng ở hàng công họ có sự có mặt của Phan Văn Đức, của Hồ Tuấn Tài, của bộ đôi Peter và Felipe Martins. Peter Onyekachi. Vẫn là Peter. Cơ hội. Không thể có một đường truyền vào trong dành cho Hồ Tấn Tài. Nhưng nỗ lực vừa rồi của số 22 sẽ mang lại một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Hồng Sơn. Không có tình huống phạm lỗi của Sĩ Sâm và trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hồ Tuấn Tài qua đường Hoàng Vĩ Sai. 1-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Cơn khát bàn thắng của Hồ Tuấn Tài đã chấm dứt kể từ thời điểm phút thứ 21 của trận đấu này. Đây là bàn thắng thứ 4 của số 10 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Tình huống bắt đầu ở khu vực giữa sân khi mà Hồ Sĩ Sâm giành lại bóng trong chân của Nguyễn Hồng Sơn. Một tình huống phát động tấn công rất nhanh. Hồ Tuấn Tài đối diện với Hoàng Vĩ Sai. Sức trẻ của Hồ Tuấn Tài đã chiến thắng kinh nghiệm của Hoàng Vĩ Sai. Rất cơ bản, khống chế một nhịp, tung ra cú cứa lòng và góc xa của Minh Nhật. Và vậy là Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước Quảng Nam ở phút thứ 21 của trận đấu. Một tình huống thoát xuống rất nhanh của Như Tuấn. Không vào. Đây rõ ràng là cơ hội ngon ăn đầu tiên kể từ đầu trận đấu của câu lạc bộ Quảng Nam. Tình huống chạy chỗ thực sự hay và đường truyền thì quá chuẩn xác của đội trưởng Đinh Thanh Trung. Nhưng sự hoàn hảo thì không được trọn vẹn khi mà bàn thắng chưa được ghi vào lưới của thủ môn Văn Hoàng. Bóng ở ngoài đi, hai trung vệ phải tập trung phía trong ngay. Một đường truyền vào giữa vị trí của hai trung vệ bên phía Sông Lam Nghệ An, qua đầu cả Hoàng Văn Khánh và Thái Bá Sang. Không thể tuyệt vời hơn. Nhưng rất tiếc là cú tâng bóng của Như Tuấn. Bóng đã bay cao hơn khung thành của Văn Hoàng. Peter Phạm Văn Đức không vào. Nhưng đã có tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Có một tình huống cắt còi của người điều hành trận đấu ngày hôm nay. Ok, có lên. Nhưng dù sao thủ môn Minh Nhật cũng đã cho thấy khả năng phản xạ của mình trong tình huống vừa rồi. Nguy hiểm. Rodrigo đã chạm bóng nhưng bóng lại đi quá xa so với khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Không có tình huống việt vị vừa rồi của tiền đạo người Brazil. Sự tiếc nuối của ban huấn luyện câu lạc bộ Quảng Nam. Bóng lại thuộc về Sông Lam Nghệ An. Phạm Văn Đức rất kỹ thuật. Tuấn Tài 2-0. Một cú đúp của Hồ Tuấn Tài. 3 trận thịt còi nhưng đến ngày hôm nay thì Hồ Tuấn Tài đã có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thua trận đấu này thì khoảng cách với những đội bóng xếp trên sẽ ngày một xa dần và cơ hội trụ hạng của câu lạc bộ Quảng Nam sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều. Công đầu thuộc về Phan Văn Đức, xử lý rất gọn trong không gian hẹp. Và cùng với đó là tình huống đặt lòng chuẩn xác của Hồ Tuấn Tài. Một bàn thắng bằng chân trái và bàn thắng bằng chân phải. Cả hai lần Hồ Tuấn Tài ghi bàn thì thủ môn Minh Nhật không có lấy một cơ hội để cản phá. Kỹ năng xử lý bóng rất hay của Phan Văn Đức Nó khiến cho cả Huỳnh Tấn Sinh và Hoàng Vĩ Sai bối rối. Nếu để thua ở trận đấu này thì cơ hội trụ hạng của đội bóng này bị thu hẹp đáng kể. Đánh đầu! Liên tiếp là những tình huống nguy hiểm về khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến đã báo hiệu một tình huống việt vị của câu lạc bộ Quảng Nam. Thanh Trung nguy hiểm. Ngay đầu hiệp hai thì Đinh Thanh Trung đã thử tài khả năng phản xạ của Văn Hoàng. Rất đáng tiếc khi tình huống dứt điểm của đội trưởng Quảng Nam không chiến thắng được người gác đền bên phía Sông Lam Nghệ An. Một pha xử lý quen thuộc của Đinh Thanh Trung, đưa bóng về chân trái và tung ra pha dứt điểm. Văn Hoàng đã chơi hết sức tập trung trong tình huống này. Các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An, trong đó có Đình Đồng, có Hoàng Văn Khánh, đã để cho Đinh Thanh Trung vượt qua tương đối dễ dàng. Chân trái của Đinh Thanh Trung hay một cú sút bằng chân phải rất mạnh của Brito. Thanh Trung không vào. Đầu hiệp ba, Thanh Trung đã có hai cơ hội nhưng cả hai lần chưa có bàn thắng cho câu lạc bộ Quảng Nam. Lần này pha sút phạt của Đinh Thanh Trung là tốt hơn rất nhiều. Có một điều gì đó chưa được may mắn với câu lạc bộ Quảng Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Câu lạc bộ Sài Gòn đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phan Văn Đức, Felipe đã có bàn thắng. Nhìn cách phản ứng và ăn mừng của Felipe Martins, có thể thấy các trọng tài công nhận và 3-0 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 58. Bất chấp sự phản ứng của thủ môn Minh Nhật, chúng ta sẽ cần xem lại tình huống quay chậm. Nhưng niềm vui của Felipe Martins là không có điểm dừng. Lại thêm một tình huống tấn công có sự góp mặt của Phan Văn Đức. Một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, chắc chắn là như vậy. Thời điểm bóng rời khỏi chân của Phan Văn Đức thì Martins vẫn còn đứng cao hơn hậu vệ cuối cùng của Quảng Nam. Không có gì phải bàn cãi cả. Hồ Sĩ Sâm chỉ chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ trụ thu hồi bóng. Peter đã giành chiến thắng 4-0 cho Sông Lam Nghệ An. Bây giờ thì Peter Onyekachi mới có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Cuộc trò chuyện giữa chủ tịch Nguyễn Úp và người cũ của câu lạc bộ Quảng Nam là ông Vũ Quang Bảo. Bây giờ thì ưu thế với tốc độ, về sự cản lướt của Peter đã giúp anh giành chiến thắng. Martins có bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì Peter Onyekachi Samuel cũng đã có được pha lập công rất mạnh mẽ, đúng với tố chất của một ngoại binh mà Sông Lam Nghệ An cần có. Và Sông Lam Nghệ An tiếp tục là đội bóng khóa sổ lượt trận thứ hai. Cái B không việt vị. Lần thứ hai trong trận đấu này, bóng dội cổ dọc của Sông Lam Nghệ An. Thanh Trung không vào. Một ngày chơi xuất thần của Văn Hoàng và cũng là một ngày mà Rodrigo tỏ ra kém duyên cứ mỗi khi anh tung ra được một pha dứt điểm. Đây là tình huống mà Ibukebe không việt vị đối mặt với Văn Hoàng. Không vào. Đó là tình huống đánh đầu ngược rất hay của một cầu thủ áo trắng. Brito rất khó lý giải vì sao các pha dứt điểm của Quảng Nam ngày hôm nay lại chưa thể giúp họ có được một bàn thắng, chỉ một bàn thắng thôi. Tình huống đánh đầu ngược của Huỳnh Tấn Sinh, nhưng cú bay người như chim của Văn Hoàng lại thêm một lần nữa khước từ bàn rút ngắn tỷ số dành cho đội khách. Quá hay. Một sức dướn rất tốt của thủ môn Văn Hoàng. Martin. Bóng đi chệch cột dọc. Đinh Thanh Trung, Huy Hùng, và đây là KB. Bây giờ thì câu lạc bộ Quảng Nam đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Bóng vẫn cứ chạm cột dọc khung thành của Sông Lam Nghệ An, nhưng rất may là nó chạm ở mép trong và bóng xoáy đi qua vạch vôi. Phút thứ 83, tỷ số là 1-4. Chúng ta xem lại tình huống dứt điểm của Ibukebe. Lần thứ hai Ibukebe có được một pha dứt điểm trúng cột dọc, và trước đó thì bóng đã khẽ chạm chân một cầu thủ hậu vệ của Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 23 Ibukebe. Có được bàn thắng nhưng cảm xúc của các cầu thủ câu lạc bộ Quảng Nam cũng không thay đổi là bao. Phan Văn Đức sẽ là người rời sân. KB, vẫn là KB. Thái Bá Sang đã làm thay nhiệm vụ của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Chốt chặn cuối cùng của đội bóng xứ Nghệ trong tình huống dứt điểm vừa rồi của KB không phải bị chặn đứng bởi người gác đền, mà đó là trung vệ Thái Bá Sang đứng rất đúng vị trí. Bóng không hề chạm tay của trung vệ mang áo số 86. Trước đó thì cánh tay phải của Văn Hoàng đã từ chối pha dứt điểm đầu tiên của Ibukebe. Và đây nhiều khả năng sẽ là đợt tấn công đáng chú ý còn lại của trận đấu. Đinh Thanh Trung là người tung ra pha dứt điểm. Và pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung cũng đã khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam. Chiến thắng 4-1 của Sông Lam Nghệ An là rất quan trọng trong con đường trụ hạng của đội bóng này, và đồng thời cướp đi niềm vui của câu lạc bộ Quảng Nam, đội bóng tiếp tục chìm sâu ở dưới đáy bảng xếp hạng. Những pha lập công của Hồ Tuấn Tài, một cú đúp của Martins, của Peter. Trong khi đó thì bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Quảng Nam được thực hiện bởi Ibukebe.